Tức là nhà không có khách thì anh mới vô chứ tới khi rồi, vô. Dạ hello Ngô Nguyễn, xin chào cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. Hôm nay Ngô Nguyễn trở lại bên cửa hàng xe máy Hải Linh để cập nhật giá cả xe mới nhất cho anh chị nha. Và hôm nay là xe cộ về cực kỳ là nhiều luôn anh chị. Trong Tết thì em có quay ở đây một lần, bây giờ là ra Tết rồi thì lại trở lại đây và cập nhật. Thì xe hôm nay về cực kỳ nhiều anh chị, đến tận hai cửa hàng luôn. Ở đây và cách bên kia là một cửa hàng nữa. Đâu đó là nó cách có cái nhà thuốc này thôi nè. Camera có thể quay giúp anh để bà con mình theo dõi luôn. Ở chỗ để xe quá trời đó anh chị. Và đặc biệt là dòng Future là bên cửa hàng nhiều lắm nha. Giờ em giới thiệu qua địa chỉ cửa hàng, sau đó mình vào trong gặp chị chủ luôn nha anh chị ha. Đây địa chỉ cửa hàng ở đây là 1/5 trên đường là Thủ Khoa Hun, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, quận ngang Bình Dương nha anh chị nha. Giờ thì em nói sơ về hướng đường đi đi, rồi mình vào trong gặp chị chủ nha anh chị. Bên phải cửa hàng của mình đi về hướng của ngã tư Bình Chuẩn anh chị nha, ngã tư Bình Chuẩn. Và đi về hướng Miếu Ông Cù, ngã tư Miếu Ông Cù đồ này kia là có thể đi hướng này. Còn bên trái này mình đi về hướng của ngã tư Hòa Lân anh chị nha. Rồi ra đường quốc lộ 13 hay là đường Mỹ Phước Tân Vạn đều được. Bây giờ vô trong gặp chị chủ thôi nha. Đây, mình chìm rồi đây. Rồi em chào chị nha. Rồi chào em. Dạ. Rồi chào tất cả mọi người nhé. Em xin giới thiệu em là Hải. Nhà em là cửa hàng xe máy Hải Linh. Địa chỉ em là 1/5 Thủ Khoa Hun, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nhé. Nhà em là đối diện công chợ Hải Mỹ, cách ngã tư Bình Chuẩn 1 km, hoặc là cách ngã tư Hòa Lân là 2 km nhé. Yeah. Nhà em có mua bán này, trao đổi tất cả các loại xe máy cũ nhé, có trả góp của ngân hàng. Điều kiện thì chỉ cần chứng minh nhân dân trên 20 tuổi và không nợ xấu nhé. Anh chị em nào có bảo hiểm y tế công ty đang đóng hoặc là đã từng vay góp mà không trả chạy cho chậm nhé, là ok nhé mọi người. Rồi hôm nay đầu xuân năm mới thì em kính chúc lại gia đình mình có nhiều sức khỏe nhé, phát tài phát lộc nhé mọi người. Rồi hôm nay em sẽ quay một số dòng xe bên cửa hàng rồi báo giá cho anh chị em tham khảo. Thì anh chị em muốn biết chi tiết xe thì có gì kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0966 385 008 nhé mọi người. Rồi bắt đầu mình quay ha. Dạ rồi, về cách thức trợ góp chắc cũng giống như trước giờ là cứ căn cứ công dân và chứng minh này kia là mình góp được thôi ha. Đúng rồi. Thì đây có nợ xấu rồi ha. Đúng rồi, dạ. Bạn nào không trả chạy cho chậm, có căn cứ công dân hoặc chứng minh nhân dân thì là ok, mình có thể trợ góp luôn nhé. Dạ. Anh mình mà có cần trao đổi xe dù hay là mua bán hay cái gì đó thì cứ liên hệ với mình nhé. Dạ. Rồi giờ mình sẽ quay một số dòng xe bên cửa hàng cho anh chị em bà con mình tham khảo nhé. Giờ chị em mình bắt đầu từ xe nào trước đây chị? Xe nào cũng được, nói chung là cái dòng nào được, giờ mình đi từ trong ra ngoài cũng được. Rồi đi. Ok chị. Rồi mời các bạn chị mình vào bên trong để cập nhật từ phía trong mình đổ ra nha. Bên kia còn một cửa hàng nữa nha, anh chị mình cứ từ từ theo dõi ha. Đây để em xích cái xe cho nó dễ đi một tí nè. Được không em? Đó, rồi anh chị mình vào đây. Ship xe rồi nếu mà khách hàng mà có muốn ra tên giấy tờ thì cửa hàng mình vẫn hỗ trợ luôn hay sao đúng chị? Rồi, anh chị em nào mà cần nhu cầu về rút gốc hay sang tên thì có gì báo mình thì mình sẽ báo phí bao nhiêu hay như thế nào nhé. Dạ. Hình thức trả góp thế nào, có gì thì cứ liên hệ với mình nhé. Dạ. Rồi anh chị em nào mà cần xe đi làm, xe đi chơi thì cũng báo với mình luôn nhé. Rồi, giờ rồi, mình từ đâu đây? Mình sẽ đi mình vô trong kia đi. Dạ. Rồi có gì mấy chị Exciter đó, camera quay giúp anh đi. Camera quay giùm mình nhé. Dạ. Đây Exciter nè, anh chị mình theo dõi cái con màu xanh đầu tiên nè, để chị chủ giới thiệu cái nó là đời nào đây. Exciter nè, cái này là 135 nhé. Con này là có dọn lại sơn lại nha mọi người. Dạ. Rồi em bán cho anh chị là 13 triệu nhé. 13 triệu đồng. 13 triệu đồng một con xe E135. Nhìn cũng rất là được anh chị. Rồi nha, nói chung là sạch sẽ đẹp đẽ, anh nào thích xe sạch sẽ đẹp đẽ thì lấy con này nhé. Có 13 triệu đồng nhé mọi người. Rồi tiếp tục qua mình con là Exciter 135. Dạ. Rồi con này là xanh GP này, 2013, biển số 61 thì em bán ra là 18.500. Dạ, 18.500. Rồi 18.500 nha mọi người nhé. Phía trên mình tới mấy cái chiếc Rider với là Sonic đầu này. Rider xe, rồi cái này là Rider. Con này Rider FI biển số là 67H1 nhé. Dạ. 54772. Đó, máy móc bao zin xe thì bao đẹp cho anh chị luôn nhé. Dạ. Rồi con này em bán cho anh chị là 30.500. Máy móc zin không chị? Máy móc zin bao zin cho anh chị luôn nhé. Dạ, 30.500. Rồi 30.500 cho mình nhé. Rồi tiếp tục mình qua con Black này. Dạ. Con Black biển số 93L1 nè. 37021 nha mọi người. Con này 2018, máy móc bao zin anh chị nhé. Biển số 93. Em bán cho anh chị là 10.500. 10.500. 10.500 anh chị nhé. Rồi mình qua con Sonic, tiếp tục Sonic nè. Con Sonic màu đỏ đen, biển số là 61E1 này, 77042.
Đó, em bán cho anh chị là 32.500. 32.500 nha anh chị ha. Rồi 32.500 cho một con Sonic nha mọi người, máy móc bao zin nha anh chị nhé. Có hộ trong chị mình có một cái chiếc Janus màu xanh. Rồi. Không biết là con nó khóa thường hay mắc cây vậy chị? Khóa thường, một con khóa thường, con nói biển số là 69E1 nè. Dạ. 30541 nha mọi người. Ừ. Con này em bán cho anh chị là 15.300. Dạ. Rồi 15.300 tiếp tục mình qua con ẹc 135. Dạ. Đó, con ẹc 135 cái nào cái biển số bao nhiêu đây? À, 135 nè chị, con này em thấy là có lên một cái cặp đèn mắt cú này nha. Đúng rồi, cái này lên mắt cú nha mọi người. Con này dạ, là biển số là 60B5 22613 nha mọi người. Ừ, dạ. Rồi con này thì máy móc bao zin có lên đèn mắt cú nha anh chị nhé. Dạ. Con này em bán cho anh chị là 17.900. 17.900.000 nha anh chị. Rồi, ha. Rồi anh chị nhé. Rồi tiếp tục con con neo này thì mình có nhận cọc rồi. À, thôi rồi, mình bỏ qua ha. Dạ. Rồi tiếp tục con Vision bên này nè. Đây con Vision biển số 61. Con này là màu xanh mực cho mọi người. Rồi em bán cho mọi người là 18.500. Dạ. Rồi máy móc bao zin cho mọi người. Xe nhà em đang chạy nên là nó hơi dơ mọi người nhé. Dạ, rồi, rồi mình tiếp tục mình vô phía kia vòng trong cho mọi người. Exceptor 150, con này là có sơn vàng áo, biển số là 60B3 60921 anh chị. Rồi, con sơn cặp mâm bạc luôn. Con này là 3D luôn mọi người nhé. Dạ. Rồi con này em bán cho anh chị là 27.500. Đèn led bao khoang luôn đó nha. Rồi, led bao khoang cho mọi người luôn nhé. Rồi tiếp tục mình qua dàn neo mọi người nhé. Dạ. Rồi em là có neo, con này là neo GT, biển số là 61B2, rồi 45180. Dạ. Con này là neo GT, biển số 61, máy móc bao zin anh chị nhé. Rồi con này là ngay chủ ký giấy cho anh chị luôn nè. Ừ. Thì em bán ra là 40.500. Dạ. 40.500.000. Bao ký giấy anh chị luôn nhé. Ok chị. Rồi anh chị mà có nhu cầu rút gốc hay sang tên thì có gì thêm phí nha mọi người. Cái này là em báo cho xe với công chứng cho mọi người nhé. Rồi tiếp tục mình qua con biển số là con này là Future Neo 2008. Con này FI, biển số là 59E2 19864. Con này là Neo FI 2008 này, con này em bán ra là 38.500 mọi người nhé. Dạ 38.500. Cũng bao công chứng cho mọi người nhé. Dạ. Rồi. Rồi, tiếp theo thì mình qua một con bên kia, con màu xanh, nói chung màu rất là đẹp, biển số của nó là 61B2 43370 anh chị, bên rồi, cạnh đăng đĩa. Con này là 2009 cuối đời nữa nha mọi người, con này là kim xăng. Dạ, con này xăng GP thì mọi người, mấy cái màu xanh này thì ít lắm mọi người nhé, màu dạ, trắng, màu đen, màu đỏ thì nhiều, còn màu xanh GP này cuối đời cũng hơi hiếm nha. Rồi anh chị em nào mà có cần thì xe này là em bao công chứng cho anh chị luôn nhé. Con dạ, này em để cho anh chị là 35.500. 35.500.000 nha chị. 35.500 nhé. Khách Neo hàng 29. Mình xem clip rồi đến với cửa hàng mình có hỗ trợ xăng cộ này kia đồ tí được không chị? Rồi anh chị nào mà có thiện chí mới tới cửa hàng em thì em sẽ có gì em bớt chút lộc lá cho anh chị nhé. Em dạ, mình về thay xăng thay nhớt đồ xăng nha mọi người. Dạ. Rồi. Rồi tiếp tục mình qua con Neo Future Neo GT. Dạ. Rồi con này 208 này biển số 61B2 45586 luôn nhé. Con này máy móc bao zin này xe đẹp cho anh chị luôn nhé. Con này GT em bán 41.000.000 cho mọi người, bao công dạ, chứng cho mọi người nhé. 41.000.000 41.000.000 nhé. Cái này Neo GT cho mọi người. Tiếp tục qua con Neo Kim 206. Đó, máy móc bao zin này. Con này là biển số là 61B2 45514 nhé mọi người. Rồi con này em cũng bao công chứng cho mọi người luôn. Em để cho anh chị là 30.500. 30.500. Rồi 30.500 cho một em Neo với mọi người. Dạ. Giờ thằng Neo đang hot hit nha mọi người. Neo dạ, Diffuse Future Neo tiếp tục mọi người nhé. Dạ. Qua con AB. Rồi con AB khóa 6 mắt cây với mọi người, biển số là 67N1 nè. 35075. Đó, máy móc bao zin cho anh chị nhé. Xe khóa mắt cây thông minh khóa xe mắt cây đó đầy đủ dạ, anh chị em bán ra cho anh chị là 28.000.000. 28.000.000 rồi, mấy xe như thế này tầm tiền như thế này mình trả góp á chị tôi vẫn có trả góp giúp em cái nha. Nếu mà anh chị mà trả góp á, nếu anh chị là từng vay từng góp hoặc là anh chị có bảo hiểm y tế công ty thì không cần trả trước nhé. Dạ. Còn anh chị nào mà mình chưa vay chưa góp lần nào thì có gì liên hệ với em có dạ, trả trước 1-2 triệu cho nó nhé ha mọi người nhé. Dạ. Thì nó sẽ dễ đậu hơn nhé. Ừ. Rồi tiếp tục mình qua con AB biển số là 48B1 nè. 47240. Đó, con này máy móc bao zin này, con này là màu đen nhám nhá. Dạ. Yeah. Khóa lớn tìm xe nha anh chị. Rồi có khóa lớn tìm xe cho mọi người luôn nhá. Em bán con này ra cho anh chị là 24.900. Dạ rồi, 24.900. Rồi tiếp tục mình sẽ qua phần trên với mọi người. Dạ. Yeah. Nhà em còn rất nhiều dòng xe thì anh chị cứ từ từ mình
tham khảo ha. Anh chị cần xe gì hay là có nhu cầu về xe thì cứ liên hệ với em. Bên mình vẫn trao đổi xe và mình mua bán rồi đầy đủ hay sao chị? Đúng rồi, mình có trao đổi xe mua bán nhé. Tiếp tục mình qua con Sigut nè. Đây anh chị con này. Con Sigut này là biển số là 83B4 rồi 23972. Con này thì máy móc bao zin nhưng mà có lên phục dầu cho mọi người nhé. Rồi đi xuống bánh nhỏ nhé. Rồi máy móc thì zin 2018. Đó, em bán cho anh chị là 12.900.000. 12.900.000 đó. Anh chị nào mà có đam mê về những cái xe này thì có gì liên hệ em nhé. Có hỗ trợ cho có ngân hàng nhé. Cái này chả có không đồng nhau luôn nha mọi người. Rồi tiếp tục mình qua con Jupiter biển số là 61F1 này, 13167 nhé mọi người. Rồi mấy cái dòng Jupiter thì đi rất máy rất khỏe nhé. Rồi biển số 61 em bán ra 9.500.000. 39.500.000 nha anh chị các bạn ha. Anh chị mà có coi clip mà có muốn coi chi tiết thì anh chị cứ kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0966385008 nhé. Rồi em sẽ gửi hình xe chi tiết cho anh chị tham khảo nhé. Rồi anh chị cũng muốn ship xe thì cũng có liên hệ với em nhé. Nếu như mà miền Tây thì em bao ship cho anh chị luôn nhé. Rồi tiếp tục mình qua Exciter Mobitouch đó, màu xanh GP nhé mọi người, biển số 67L2-16627 nhé. Rồi xe con này là đèn led luôn mọi người. Con này em bán cho 27.500.000, máy móc bao zin nhé. Rồi 27.500.000 tình trạng là máy móc bao zin nha. Máy móc bao zin anh chị. Rồi Mobitouch tiếp tục mình qua con Winner X nha. Winner X màu cam đen, biển số 69H1-33142. Rồi con này thì 2020 chạy 7.000 km nè. Con này thì em bán cho anh chị là 23.800.000. 23.800.000 phiên bản Winner X, phiên bản khóa thường nha. Winner X phiên bản khóa thường nha mọi người. Rồi tiếp tục mình qua con Exciter 150, cái này tem 3D nhá. Cái này là con này là đỏ đen trắng tem 3D luôn mọi người nhá. Con này biển số là 95B1 này, 65431. Con này em bán ra cho anh chị là 27.500.000. Đó, máy móc thì bao zin anh chị nhá, xe đẹp nhá. Rồi ok chị. Rồi khách hàng lỡ như mà chẳng hạn như trả lên một vài triệu bên mình hỗ trợ được không chị? Không cần phải qua công ty tài chính hay trả góp gì đó. Nói chung là nếu như mà anh chị có thiếu 1-2 triệu thì em cho thiếu lại cửa hàng nhé. Để em giữ lại giấy tờ cho mọi người. Rồi okay, rồi có anh chị mà có nhiều lúc mà mình có thiếu 1-2 triệu thì bên em hỗ trợ cho nhé. Rồi tiếp tục mình qua con Vario 150, biển số là 61E1 này, 7676 luôn mọi người nhé, 76764. Rồi con này 150, biển số 61E1 là Tân Uyên Bình Dương đó, máy móc bao zin nhé. Xe thì đẹp cho anh chị này, em bán cho anh chị là 40.500.000. 40.500.000, quay đâu 150 nha chị. 150, màu trắng đen cho mọi người. Tình trạng máy móc cũng riêng hả chị? Máy móc bao zin nha anh chị. Rồi bên nhà em thì qua nhà em con nào mà ví dụ có làm máy hay gạo khói hay là thì em báo cho anh chị luôn nha. Rồi em cứ báo test thầy thử thoải mái, rồi ưng thì ủng hộ em, còn không ưng thì coi như là mình quen thêm một người bạn mọi người nhé. Rồi mình tiếp tục qua con SH150 125 SH1 á. Biển số là 68E1 này, 15918. Rồi con này cũng máy móc bao zin anh chị nhé. Em bán cho anh chị là 38.000.000. 38 triệu đồng nha. 38 triệu một con SH nhé. Rồi anh chị mong muốn rút gốc hay muốn sang tên thì có gì liên hệ em. Rồi có gì thêm phí thì em qua dịch vụ em làm cho anh chị nhé. Rồi tiếp tục qua con Winner V1, biển số là 68L1 này, 19754. Rồi con này tình trạng máy móc là bao zin 2018 nha mọi người. Rồi con này em bán cho anh chị là 22.000.000. 22.000.000 nha anh chị. Rồi nha. Máy móc bao zin xe đẹp nha mọi người nhé. Rồi trong quá trình quay thì xe cỏ nó cũng rất là nhiều. Anh chị các bạn nào mình xem chưa kỹ chưa rõ thì giúp em nha, liên hệ về cửa hàng theo số em có để bên góc trái để được chị chủ chụp hình quay phim cho rõ ràng hơn, cũng như là mình trao đổi về cái việc mà giấy tờ như thế nào cho rõ nha anh chị ha. Rồi ok mọi người nhé. Rồi tiếp tục mình qua con Winner V1 nhé. Con này tem 3D, màu trắng đen, trắng đỏ đen nhé. Biển số là 94K1 này, 49526. Rồi con này em bán ra cho anh chị là 20.500.000. 20.500.000 nha. 20.500.000 nha mọi người nhé. Rồi anh chị có nhu cầu về mua bán trao đổi xe thì liên hệ em nhé. Rồi có ví dụ như anh chị mà chưa cần cứ muốn tham khảo thì anh chị cũng cứ gọi em tư vấn cho mọi người. Rồi chị em mình tiếp tục bây giờ lên phía trên nha, tới chiếc Acelo này chị. Chiếc Acelo này mang biển số là Kiên Giang 68D1 39355 nha anh chị ha. Đây là Acelo bản 125 cung tay của nhà Suzuki. Do con này bình nó hơi yếu nha anh chị ha. Con này mình để giá con sao này, chị? Con này máy móc bao zin nhá, cái bình hơi yếu, nếu mà anh chị mới lấy thì coi như em bao bình đề đầy đủ cho anh chị luôn nhá. Con này em bán cho anh chị là 8.900.000. 8.900.000.
8.900 cho một con Asilo 2017 nha mọi người. Rồi tiếp tục mình qua con Exciter 150, biển số là 63P1 12317 nha mọi người. Rồi con này thì máy móc bao zin anh chị nè, biển số 63 Tiền Giang. Em bán cho anh chị là 21.900. Dạ, 21.900 nha chị nha. Rồi, máy móc bao zin mà xe màu xanh GP nha mọi người. Tiếp tục mình qua con SH Ý 2007, biển số là 67D2. Rồi 57347 nhá. Dạ. Rồi con này thì em bán ra anh chị là 55 triệu. Giá này chắc là xe có làm đầu rồi. Đúng rồi, cái này là có cào khói mọi người nhé. Nhưng mà máy chạy rất là mướt, bao êm, bao lướt cho mọi người, bao test cho mọi người luôn. Mọi người cứ test thử thoải mái trước khi lấy xe nhé. Biển số là An Giang, 67B2. Biển số An Giang nhưng mà mấy cái dòng xe Ý này chạy rất là lướt cho mọi người. Đây là 150 luôn nha chị các bạn. Đúng rồi, 150. Rồi. Tiếp tục mình qua con Exciter 150, biển số 69N1 nè. 56513 nha mọi người. Con này thì em cũng bán ra anh chị là 27.500. Đó, tình trạng thì máy móc cũng bao zin anh chị nhé. Rồi tiếp tục mình qua con AB2010. Con này AB2010 biển số là 93F1 nè, 4705. Rồi con AB2010 này thì máy móc cũng bao zin anh chị luôn nhé. Rồi anh chị nào mà thích nói nhưng mà gọn đó thì anh chị chuộng cái xe này cũng ít thao xăng, nó cũng nhẹ gọn nha mọi người. Thì em bán ra cho anh chị là 17.500. 17.500. 17.500 rồi. FI với mọi người nhé, phun xăng điện tử nhé. Rồi máy móc bao zin anh chị nhé. Rồi tiếp tục mình qua con Vario 150, biển số 67C1 này, 80268. Con này là con này màu trắng quá chị. Trắng hồng nha mọi người. Rồi 125 thì em bán ra là 35.500. Rồi 35.500. Rồi 35.500 mọi người. Rồi tiếp tục mình qua con Vario màu xám nhám này chị. Màu xám nhám nha mọi người. Rồi con này biển số là 83Z1 này. 00229 nhá. Biển số cũng dễ nhớ mọi người nhé. Rồi con này em bán ra cho anh chị là cũng 35.500. Máy móc bao zin anh chị nhé. 35.500.000 luôn nha chị. 35.500 nha mọi người. Rồi tiếp tục mình qua con Vario 150. Cái này là màu đỏ candy, biển số là 67L2. Vừa mới An Giang nhá, 16042. Rồi con này 150 thì em bán ra là 40.500. 40.500.000. Rồi tình trạng máy móc bao zin anh chị nhé. Rồi mình tiếp tục mình qua phía trong là cái con Vario 125, biển số là màu đen nhám, biển số là 61C1 nè. Rồi 94986. Rồi con này em bán cho anh chị là 36 triệu nha mọi người. 36 triệu đồng nha 36 chị. Triệu đồng Vario 125, biển số 61C1 của Thuận An Bình Dương nha. Rồi mình sẽ quay hàng trên cho anh chị coi nhé. Những con xe này thì nãy giờ đa số là biển số, đa số các tỉnh đều có. Chị và các bạn mình cứ yên tâm, vấn đề là quan trọng mình thích con xe nào, mình cứ tìm hiểu mình đến với xe đó thôi. Còn vấn đề ra tên giấy tờ thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị các bạn mình vấn đề này nha anh chị ha. Tiếp tục một chiếc quay RSX biển số là 61C2-00084 nè chị. Rồi con này là RSX đời 2020 với mọi người. Rồi con này em bán cho anh chị là 14.300. Bản này bản cam đùm hả chị? Cam đùm mà đời mới luôn mọi người. Cái này là FI với mọi người. FI. Rồi máy móc thì bao zin, đời này thì mình không phải bàn luôn á. Anh chị nào mà thích đi gọn nhẹ mà ít sau xăng thì lấy cái con RSX này, vừa FI nó vừa lại gọn nhẹ nhá. Ok, tiết kiệm xăng luôn chị. Tiết kiệm xăng anh chị nhé. Rồi tiếp tục mình qua con Sirius. Sirius là biển số 62N1 này, 21054. Con này là có dán tem trùm nhá. Nó là xe màu đỏ đen. Đó, nhà màu bóng nhưng mà khi anh này anh thích dán tem trùm của màu đỏ đen nhưng mà này là màu nhám mọi người. Rồi máy rất êm, con này em bán cho anh chị là 8.700. 8.700.000 nha mọi người nha. Máy rất là êm nhé, mấy cái dòng Sirius này thì máy đi rất lướt nha anh chị. Rồi anh rồi tiếp tục mình qua con Sonic. Đó, con Sonic biển số 67M1 nè. Rồi 61487. Rồi con này thì Sonic thì con này em bán cho anh chị là 34 triệu. 34 triệu nha mọi người. Anh chị mà cần góp thì cũng liên hệ với em nhé. Máy móc cũng riêng hết luôn. Máy móc thì bao zin cho anh chị nhé. Xe chạy lướt luôn anh chị nè. Tiếp tục mình qua con SH 125 2015. Đó, con này biển số là 84D1 này, 26101 nhá. Con này màu đỏ đô, máy móc thì bao zin anh chị luôn nè. Đó, mấy cái anh chị nào mà thích đi cái xe SH cao, giá cả phải chăng thì lấy những con này 125. Đó, thì em bán cho anh chị là 53.500.
53.500.000 nha chị. Rồi 53.500 nha. Tiếp tục giờ mình qua con SH150 màu dạ. trắng. Đó, con này biển số là 64E1 36166 nha mọi người. Dạ. Đó, số cũng rất đẹp nha, 36166 luôn đẹp nhá. Rồi con này thì em bán cho anh chị là 79.000.018 nha. Dạ. Rồi. Rồi. Okay. Anh chị mà cũng muốn biết chi tiết xe hay là muốn ấy thì cứ kết bạn Zalo với em, rồi có gì em gửi hình chi tiết cho anh chị xem nhé. Dạ. Rồi anh chị muốn trả góp hay như thế nào thì cũng liên hệ với em. Tiếp tục là một chiếc Raider mình lên tem Satia đúng không chị? Đúng rồi, con này là Raider 2019 lên tem Satia nha mọi người. Con này biển số 67L2 18636. Dạ. Rồi em bán cho anh chị là 31 triệu. 31 triệu nha. Rồi em bán cho anh chị là 31 triệu nha mọi người. Tầm tiền này cỡ mình trả góp không cần trả trước được không chị? Nếu mà anh chị mà có bảo hiểm y tế công ty đang đóng hoặc là từng trả từng vay từng góp mà không trả chạy trả chậm là ok, không cần trả trước gọi là trả trước không đồng á nhé. Dạ, rồi. Rồi có gì mà có cần về nhu cầu trả góp hay là tuổi trả góp hay là như thế nào thì có gì liên hệ với em. Dạ. Rồi em sẽ tư vấn với mọi người nhé. Rồi ok. Rồi chị. Nếu như mà em có ví dụ như mọi người có gọi em hay nhắn tin cho em mà em có trả lời chậm trễ chút, mọi người thông cảm, nhiều lúc nhiều tin nhắn quá hay như thế nào đó thì em có thể em chậm trễ nhưng mà em cũng trả lời hết cho mọi người nhé. Dạ. Mọi người cứ yên tâm. Dạ rồi. Rồi tiếp tục mình qua con Satia biển số là 61B2 rồi 43039 nha mọi người. Dạ. Rồi con này thì biển số 61 rồi em bán ra cho anh chị là 33.500. 33.500.000 nha. Satia nha mọi người 2019. Rồi tiếp tục mình qua con Raider. Dạ, Raider. FI biển số là 69 M1 M116532. Dạ. Rồi con này biển số 69 rồi em bán cho anh chị là 29.500. Dạ, 29.500 nha anh chị ha. Rồi 29.500 mọi người nhé. Rồi tiếp tục là một chiếc Sonic biển số là An Giang 67C1 63540 quá anh chị. Rồi con này thì phiên bản one hit cho mọi người nhé. Dạ. Màu đỏ nên đỏ trắng mọi người nhé. Rồi em bán cho anh chị là 34.500. 34.500.000. Rồi tiếp tục mình qua con Satia. Dạ. Rồi mình qua con Satia biển số là 65H1 này 35602. Đó Satia thì em bán ra cho anh chị là 32.500 nhé. Dạ 32.500. Biển số dạ. là Cần Thơ nha anh chị. Cần Thơ với mọi người. Rồi mình sẽ qua dòng trước cho mọi người nhé. Mấy dòng này là máy móc riêng hết đúng không máy chị? Máy móc bao nhiêu anh chị, con nào mà có làm thì em cũng báo cho anh chị luôn nhé. Nếu khách hàng ở xa mình mà cảm thấy video ok rồi mình thích xe rồi thì có thể liên hệ với chị chủ để chị chủ chụp hình cụ thể hơn rồi ship xe cho mọi người luôn. Rồi. Cái chi phí ship là mình có hỗ trợ được không chị hay là do bên mua mình nếu phải chịu? Nếu như mà phí ship mà quá nhiều thì mình sẽ thương lượng, còn nếu phí ship mà ít thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người luôn nhé. Dạ. Rồi ok, vì rồi tiếp tục qua con AB 2016. Rồi cái này là biển số 60B5 59138 nhé. Con này máy móc thì bao zin nha anh chị nè. Em dạ. bán cho anh chị là 21.500. 21.500.000. 21.500 nha mọi người. Wow, 21.500 mà anh chị mình có thể mua được cái mẫu AB đằng LED này là giá là quá rẻ rồi. Dạ, quá rẻ quá dạ. ngon. Máy móc bao zin anh chị nhé. Dạ. Xe chạy rất là lướt nha mọi người. Dạ. Giờ dòng AB là coi như là cũng rất là thịnh hành. Mà máy móc là có zin không chị? Máy móc bao zin nha anh chị luôn. Wow. Rồi anh chị mà cứ cần chi tiết xe rồi thì cứ liên hệ với em, kết bạn Zalo với em nhé. Thường giá này mình có thể mua được cái AB này thôi nè. Đúng rồi. Và bây giờ là mua được cái mẫu đằng LED AB này là em báo bao rẻ anh chị luôn nè. Con này là AB 2014 biển số là 36B3 22357 nhá. Dạ. Cả máy móc thì bao zin nha anh chị nè, xe đẹp nè. Em bán cho anh chị là 17.500. Giá này là quá ổn luôn chị nha. Quá ổn nha anh chị đó, đó. Mấy cái dòng AB thì anh chị nào thích dòng AB thì vừa nói chung là nam nữ đi được, rồi người lớn tuổi hay người nhỏ tuổi thanh niên đi được nhá. Nó rất là dễ cho mọi người nhá. Dạ, 17.500.000. Qua con Janus biển số là 76E1 này. 50974 nha, con này 2019. Dạ. Đó. Xe này chạy rất là lướt này, anh chị nào mà thích đồ mạnh á thì mình chạy mấy cái con Janus nha mọi người. Đó, nó vừa nói chung là gọn nhưng mà nó máy rất là lướt cho mọi người. Em bán cho anh chị là 2019, em bán cho anh chị là 17.500. Dạ, 17.500. 17.500 nhé. Anh chị có cần hỗ trợ chờ góp hay như thế nào có gì liên hệ với em. Rồi tiếp tục mình qua con Exciter 150 biển số là 95B1 này. 87251 nhé. Con này là phiên bản đen nhám mọi người nhé, đỏ nhám nhé. Dạ. Rồi em bán con này là 27.900 mọi người. Dạ rồi. 2020. 900. Dạ 2020 anh chị nha, máy móc thì bao zin nhá. Dạ. Rồi biển số là 95B1 87251 nha anh chị nha. Và rồi. Tiếp theo là mình sẽ đến một chiếc Vision 110 phiên bản màu trắng, biển số là 84H1 20291 nha anh chị.
Bản này đời mấy đây chị? Con này 2016. Dạ, em 2016. Bán cho chị 20 triệu nhé. 20 triệu khóa thường nha. 20 triệu khóa thường rồi. Rồi mình qua con AB210, máy móc bao zin nhé. Con này là màu vàng đồng nha mọi người, biển số là 79H5-6687. Đó, thì em bán cho anh chị là 16 triệu 900. Dạ, 16 triệu 900 ngàn. À, 16 triệu 900, rồi cho một con AB. Rồi tiếp tục mình con qua con Satria. Dạ, Satria. Satria biển số là 67L2-07719 nhé. Dạ. Rồi con này rất đẹp luôn nha anh chị nè. Em bán cho anh chị là 33 triệu 500. Dạ rồi, ok nha anh chị ha. Rồi. Anh Giang 67. Tình trạng máy móc thì bao zin nhé, xe thì bao đẹp luôn nha anh chị nhé. Dạ, tiếp rồi, tục tiếp tục là Satria con Satria biển số 95E1 này. À, 72109. Rồi con này thì cũng là màu đỏ đen. Đó, nhưng mà có sơn lại cái mâm màu trắng nha mọi người. Dạ. Rồi con này em cũng bán lên thì là 33 triệu 500 nha mọi người. Ừ, 33 triệu 500 ngàn. 33 triệu 500 là sử dụng một con Satria đi lướt rồi mọi người nhé. Dạ. Tiếp tục qua mình con qua con Future Nail 2006. Rồi con này thì máy móc bao zin nhé. Con này em bao rút hồ sơ cho anh chị luôn là 33 triệu 500, máy móc bao zin. Đó, dạ. Dừng chân dừng áo đẹp nhé. Rồi cái con này là em rút hồ sơ cho anh chị luôn là em bán cho anh chị là 33 triệu 500 nhé. Tình trạng máy móc là riêng không chị? Máy móc riêng cho anh chị luôn. Con nào mà ví dụ như có cạo khói thì em nói cho anh chị nè. Đây con này là có cạo khói nhé. Dạ. Con này là Future X. Biển số là 67L2-60360. Đó, máy thì êm, chạy lướt nhưng mà em có cạo khói rồi nha mọi người nhé. Dạ. Em bán cho anh chị là 21 triệu 500. Dạ. Đó, 21 triệu 500 là có một con Future X thôi nhé. Rồi, dòng Future X, phòng Future Channel thì còn rất là chuộng nha mọi người nhé. Đi ít rau xăng, bền, rồi. Chắc nhé. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cửa hàng nha. Để chị chụp hình cho đàng hơn. Rồi qua con Cúp 81 cho anh chị này ha. Đây anh chị, Cúp 81 nè. Rồi Cúp 81 rất dép là nổ nha mọi người. Con này là chỉ cần mình đạp nhẹ một cái là nó nổ cho mọi người nhé. Con này thì máy là làm rồi FB nhưng này, mà dọn dẹp sạch sẽ anh chị đó nhé. Anh chị nào mà cần xe cho học sinh đi học, không cần bằng lái, hoặc là những anh chị nào mà thích đi chơi cà phê, cà pháo với bạn bè hay là nhậu nhẹt á, thì anh chị cứ chơi cái dòng này. Em bán cho anh chị là 9 triệu 500. Biển số là 61 đó, FB. Rồi 6354. Biển số 61 Bình Dương luôn nha mọi người nhé. Dạ. Đi mấy dòng này thì giờ em cũng rất thích đi nè. Em hay chạy mấy cái dòng này đưa con đi học mọi người. Đó, rất là nhẹ gọn mà em thấy cũng rất là dễ thương nữa. Đó, tiếp tục mình qua con Sirius RC, biển số là 62E1 này. Rồi 05513. Con này thì 2014. Dạ. Rồi con này trùm keo thì em mới lột xong nhé. Em bán cho anh chị là 11 triệu 900. Dạ. Rồi 11 triệu 900 đi chứ này nha chị. Rồi xe nha, bánh mâm thắng đĩa luôn ha. Biển số 62. Dạ. Rồi. Xe này là mua một đời chủ đó mọi người nhé. Tiếp tục qua con Eg 150. Biển số thành phố Hồ Chí Minh 59E2-81869 nè chị. Rồi con này 2016, máy móc bao zin nè. Dạ. Đó, xe thì rất là đẹp luôn nhé. Em bán cho anh chị là 21 triệu 900. Dạ, 21 triệu 900 ngàn nha. Rồi. Màu trắng đỏ nha anh chị, các trắng bạn đỏ ha. Tiếp tục nhé. Cái này Exeter 135. Exeter 135, cái này có Volvo xăng lửa nha mọi người nhé. Con này là biển số 61E1 nhé. 46948 đó chị. Rồi, con em bán cho anh chị là 15 triệu 500. 15 500. Xe này là có đi bô xăng lửa ha. Đúng cho rồi. Nó bốc nó mạnh con chút. Con này là bô xăng lửa cho mọi người nhé. Nếu dù con nào mà ví dụ như máy móc zin thì em bao máy móc zin cho anh chị nhé. Tiếp theo là Exeter 135, biển số 83C1-18433 nè anh chị. Biển số Sóc Trăng nha. Rồi, biển số Sóc Trăng. Con này thì máy móc bao zin cho anh chị nè. Xe chạy rất là lướt luôn nè. Em bán cho anh chị là 17 triệu 500. Dạ. 17 triệu 500. Tình trạng máy là zin không chị? Zin, máy móc zin nhé. Rồi, tiếp tục mình qua con Sigurd. Con Sigurd biển số là 61F1 này, 30227. Rồi, con em bán cho anh chị là 11 triệu 900 nhé, 2017. 11 triệu 900. Đó, con này màu xanh mực rất đẹp nhé. Dạ rồi, 11 triệu 9 nha bà con nha. Rồi, tiếp tục đây là qua biển số con là 70D1-10858. Sirius RC bánh mâm thắng đĩa luôn. Rồi con này RC bánh mâm thắng đĩa em bán cho anh chị là 10 triệu 500. Dạ, 10 triệu 500. Rồi 10 triệu 500 anh chị nhé. Rồi mình qua con Sirius kia luôn cũng luôn. Thôi qua con này xong mình đến qua con kia ha. Dạ. Rồi con này là Wenfa đó, lời lốc trắng 2004-2005. Đó, con này máy móc zin anh chị nhé. Biển số là 36K7 này, 4970. Là con này em bán cho anh chị là 15 triệu 500. 15 triệu 500 ngàn. Đó. Rồi. Rồi anh chị mà có nhu cầu rút hồ sơ thì có gì thêm 1 triệu anh chị nhé. Rồi tiếp tục qua đây con mình có Sirius một chiếc nè. Rồi anh chị em nào mà nói chung là
những anh nào mà nói chung là cái này chắc giới trẻ rồi. Khi anh nào mà thích những cái dòng mà màu mè thì lấy con này nhé. Con này là lên đồng hồ điện tử cho anh chị nhé. Yeah. Đó, lên đồng hồ điện tử cho anh chị nè. Rồi cái này có lên cùng tăng tốc, rồi có đi mâm bánh kiểu cho anh chị luôn nhé. 2018 máy móc thì bao zin, xe thì rất là đẹp luôn nhé. Có gọt in cho anh chị sẵn luôn, em bán cho anh chị là 13.800.000. Gọt in nè, cùm tăng nè, bao tay này kia đầy đủ cho anh em luôn rồi. Xe là rất đẹp cho anh chị luôn nè. Rồi, giá nhiêu đây chị? Con này 13.800.000 nha mọi người. 13.800.000. Xe thì máy móc bao zin nhé. Đó, có đi ốc titan rồi đồng hồ điện tử cho anh chị nhé. Yeah. Rồi rất đẹp anh. Anh nào mà thích đam mê mình về khỏi dọn thì mình lấy con đó ha. Rồi, giờ rồi mình, tiếp tục mình qua đây. Cái con tiếp tục mình qua con quay. Đó cũng là mẫu quay Alpha. Rồi, con này thì máy làm nè anh chị nhé. Con này thì máy có làm này, đi đầu quay y. Đó. Rồi con này thì máy thì êm nhé. Dạ. Anh chị, nhưng mà con này máy làm nên anh chị nhé. Dạ. Em bán cho anh chị là 10.500.000. 10.500.000, bị số là An Giang 67D101095 nha anh chị ha. Rồi em sẽ quay một siêu phẩm nha em đây cho mọi người con nhé. Con này quá đẹp rồi, quay con kỹ vào cái camera nha. Con này là Neo 209, đó hàng siêu phẩm nha em. Dạ. Con này là xe của ông anh đang chạy mà gửi bán thôi nha anh chị nhé. Thì tình trạng máy móc thì bao zin, xe zin nguyên con nha anh chị nhé. Rồi con này là 209, biển số Tân Nguyên, Bình Dương. Đó, máy móc bao zin, xe bao đẹp 209. Đó là mẫu tem lớn nha anh chị luôn nhé. Ừ. Rồi cái này là những cái anh chị nào mà đam mê dòng xe này thì có gì liên hệ với em. Đó, dạ. Rồi em sẽ gửi chi tiết xe, rồi quay phim chụp hình cho anh chị đó. Ừ. Rồi anh chị mà có thích thì có liên hệ với em nhé. Cái này em bán cho anh chị là 57.000.000, bao ký giấy cho anh chị nhé. Xe FI 209, Neo 209, chính chủ ký giấy cho anh chị luôn nhé. Neo hay là chính chủ ký giấy, anh chị mình muốn ra tên rút gốc gì cũng đều được hết. Đúng hoặc rồi là anh ký chị ủy quyền cũng được luôn. Đúng nha. Rồi muốn ký mua bán ủy quyền cũng được hết nha. Dạ. Rồi có gì tiếp tục mình qua con Ultimo. Dạ. Rồi anh nào mà thích nhỏ nhẹ gọn đó, giá cả học sinh đó thì mình lấy những cái con này, máy thì rất là ấm luôn mọi người nhé. Biển số An Giang 67D101309 anh chị. Rồi em bán cho anh chị là 5.500.000. Rồi 5.500.000 nha mọi người. Rồi 5.500.000 cho một cái xe tay ga đi thì nước nha mọi người. Dạ. Rồi mình anh chị nào Sirius rồi nha. Mình qua con Sirius cho mọi người. Rồi con này là Sirius, biển số là 93F1 nè. Đó con này 47781. Đó xe thì rất keng luôn nha mọi người, keng xe ben luôn nè, dừng áo dừng chân rất đẹp này, máy móc thì zin nha anh chị, nó 2018. Dạ. Đó em bán cho anh chị là 13.200.000. 13.200.000. Rồi tiếp tục là chiếc Future biển số 93L124944 là chị, bánh mâm nắng đĩa luôn nha. Rồi con này em bán cho anh chị là 17.900.000. Rồi 17.900.000. 17.900.000 một con Future FI cho mọi người, bánh mâm thắng đĩa, cái này là màu đen sáng. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con Exciter 150. Đó con này là trùm keo nguyên con nha. Dạ. Cái này là keo trong nha anh chị nhé. Dạ. Mà màu là màu xám mọi người nhé, xám nhám. Ừ. Rồi biển số là 67D1 này, 68772. Rồi con này em bán cho anh chị là 22.500.000. Đó tình trạng máy móc thì bao zin nhé, xe bao zin nguyên con luôn á, chưa hề đụng chạm với khi dàn áo đang bọc keo trong nhám cả. Dạ. Xe luôn đó chị các bạn. Đang rồi. Bọc keo trong nhám cả xe luôn. Tiếp tục mình qua con Supreme. Dạ. Con này là xe dọn kiện nha mọi người nhé. Ừ. Rồi xe Supreme. Rồi con này là biển số là 61D1 này, 77509. Dạ. Đó. Con này nha. Supreme rồi em bán cho anh chị là 15.500.000. Cái này bình đề hơi yếu nhá, nhưng yeah. mà khi anh chị lấy thì em bỏ đề cho anh chị thoải mái nhá. Yeah. Rồi tiếp tục mình qua con Future. Future con này biển số là 67M1 này, 34833 nhá. Yeah. Rồi con này em bán cho anh chị là 18.500.000. 18.500.000. 125 nha chị, Future mập nha. Rồi tiếp tục mình qua con Way, gọi là Way RS 2010-2011 cho mọi người nhé. Nói chung là những anh chị nào mà thích xe bền này, chạy mạnh lướt thì lấy con này, giá cả thì là rẻ nhưng mà nó lại chạy rất là ngon nhé. Yeah. Em bán cho anh chị là 7.500.000. 7.500.000, 59H1-10069 nha. Rồi, chị ha. Rồi con này là màu xanh trắng luôn nha mọi người nhé. Tình trạng xe sao là báo như vậy anh chị nha. Đúng giá rồi. Là 7.500.000. Tình trạng là ở đây nó có thiếu bẩn này tí xíu. Thiếu cái bẩn dưới cho mọi người nhé. 7.500.000 nha anh chị. Rồi, rồi tiếp tục mình qua con Sirius luôn. Sirius biển số là 81D1 này, 05343.
Rồi con này thì em bán cho anh chị là 7.900.000. Dạ, 7.900.000. Rồi máy rất là êm nha mọi người. Dạ. Đó, anh chị nào mà thích giá cả phải chăng, mình đi làm thì mình kiếm những cái con này nhé. Dạ. Rồi anh đi chị mà đi một thời gian không thích nữa thì có gì quay lại đổi xe em cũng được, bán lại cũng được nhé. Rồi, biển số là Gia Lai 81. Dạ, bao quay đầu cho anh chị luôn nhé. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con ẹt 150. Đây. Đó, con này là màu cam đen, biển số 83. B3 892 78 nha mọi người. Rồi con này thì máy móc bao zin anh chị nhé. Con này đình led thì em bán cho anh chị là 27.500. 83 nha anh chị ha. 83 Sóc Trăng. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con Exciter 150. Đó, con này là màu đen nhám, biển số là 69 F1 này, 61136. Dạ. Thì con này em bán cho anh chị là 27 triệu nha mọi người. Đời chắc 2020 hả chị? 2020. Vì nó có nhãn là lượng xanh đầy đủ rồi đó anh chị nha. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Tiếp tục mình qua con neo nha mọi người. Con này mình rút hồ sơ hay sao chị? Con này mình rút hồ sơ rồi. Dạ. Ờ. Con này là neo FI 208. Đó, con này dòng neo FI 208 máy móc bao zin cho anh chị nhé. Ờ, cái này em bao hồ sơ cho anh chị là 40.500.000. 40.500.000 anh chị ha. FI 208 em bao hồ sơ cho anh chị luôn nhé. Dạ. Rồi anh chị chỉ cần cầm hồ sơ về là nhập thôi nha anh chị. Hồ sơ này mình có sẵn chứ chị? Có sẵn hồ sơ, anh chị chỉ có đưa hồ sơ về là nhập nha mọi người. Hồ sơ cầm tay luôn. Đó, ok. Rồi tiếp tục mình qua con Quay Alpha 100 đời 2016. Đó, biển số là 36 B5 rồi 42867. Con này máy móc cũng bao zin, biển số 36 màu cam. Yeah. Thì em bán cho anh chị là 12.800.000. Yeah. 12.800.000. Mấy cái dòng mà rất nhiều người thích là Quay 100 nhá, nhiều người thích Quay 110 nhưng mà cũng rất nhiều người thích Quay 100 nha mọi người. Yeah. Rồi tiếp tục mình qua con Sigurd. Biển số là 86B6 này, 14204 này. Yeah. 2014 nhá, máy móc bao zin, xe RC, xe rất đẹp luôn nha mọi người nhá. Em bán cho anh chị là 11.500.000. 11.500.000, 86 Bình Thuận nha anh chị các bạn nha. Xe nhà em là bao test thoải mái nha mọi người. Dạ. Rồi trước khi lấy rồi tiếp tục mình xuống đây là chiếc Jupiter. Jupiter 2018, biển số 83. Dạ. Máy móc zin, con này phun xăng điện tử nhá, em bán cho anh chị là 13.500.000. Dạ. Rồi con này Exciter 135 luôn hả chị? Rồi, Exciter 135, biển số 85. Đó. Con này em bán cho anh chị là 16.900.000. 16.900.000, 85B1, 30554 nha chị ha. Rồi, xe sạch sẽ anh chị luôn nhé. Máy này có làm gì chưa chị? Con này có cọc khói rồi mọi người nhé. Có đất đầu rồi ha. Rồi, ok. Dạ. Rồi, tiếp tục mình qua con Sirius, biển số là 67D1 này, 77631 nhé. Yeah. Rồi con này 2018-2019 em bán ra anh chị là 13.500.000. 13 triệu. Máy móc bao zin nhá, xe còn đẹp nhá. Yeah. Rồi tiếp tục mình qua con Rider. Đó, Rider cái màu vàng cam này. Biển số là 67G1 72280. Rồi, con này thì máy móc cũng bao zin nhá. Rồi em bán cho anh chị là 30.500.000. Dạ, 30.500.000 nha anh chị. À, một em máy móc riêng cho anh chị luôn nhé. Tiếp tục mình qua con Jupiter. Biển số 69D1 35647 đó anh chị nha. 2018. Đó, máy móc thì bao riêng anh chị, em bán ra là 13.900.000. Dòng này được cái là chạy rất là mạnh, rất là bọt. Ok lắm anh chị nha. Máy móc là nát mà đã luôn. FI ít hao xăng với mọi người nhé. Chạy rất là sướng nha. Rồi tiếp tục anh chị nào thích con Quay Alpha, biển số là 61B1 42287 nhé. Yeah. Rồi con này là 204-205. Đó, cái lốc máy là lốc bạc luôn mọi người nhé. Máy móc bao zin anh chị. Em bán cho anh chị là 15.500.000. 15.500.000. Rồi, mình tiếp tục qua con Sachia. Rider bình xăng. Rider xăng cơ, biển số là 61N1 nè. 00055. Em bán cho anh chị là 16.500.000. Dạ, 16.500.000. Xe đó thì có lên cái bô đất leo nha anh chị đúng nha. Đúng rồi, bô đất leo cho mọi người nhé. Rồi tiếp tục mình qua con Quay 110. Quay 110 biển số 67 cho mọi người nhé. Con này biển số 67D1 nè. Rồi 66486. Dạ. Rồi em bán cho anh chị là 13.500.000. Đây, 13.500.000 nè anh chị các bạn nha. Rồi tiếp tục mình con này thì máy móc bao zin màu đỏ luôn nha mọi người nhé. Dạ. Con này tiếp tục mình qua con cũng Quay 110 luôn, Quay 110, nhưng mà con này là biển số là 36M5 đó, 07736. Con này 2015 đó. Dạ. Đầu máy 100. Đó, máy móc thì bao zin thì ngáo trên chân rất là đẹp nha mọi người. Dạ. Rồi cái này em bán cho anh chị là 13.300.000. 13.300.000, biển số Thanh Hóa nha anh chị. Rồi, biển số Thanh Hóa nha mọi người nhé. Rồi tiếp tục mình con qua con Sachia. Đó, Sachia biển số là 61G1 73642.
máy móc bao zin này, cũng chứa những áo đầu đẹp hết nha anh chị. Con này dán tem lại sơn rồi. Luôn rồi. Cái này là dạ. Cái này là 3D luôn mọi dạ, người. Sơn 3D luôn chị, sơn tem luôn. Sơn tem luôn mọi người nhé. Biển là 61C173642 là rồi, con em bán dạ. Ra cho anh chị là 33.500. Kế bên là một chiếc quay ballast biển số là 65 Cần Thơ H1 18021 anh chị. Bánh rồi. Cầm thắng đĩa nha. Bánh cầm thắng đĩa nha mọi người, em bán ra cho anh chị là 11 triệu. Dạ. Rồi tiếp tục qua con em 135. Em 135. Đó, cái con này là Ek 2010. Nguyên con 2010 đúng không mọi người nhá. Không lên áo, nguyên zin. Biển số là 37H1 này, 53893. Rồi em báo cho anh chị là nếu anh chị nào mà có muốn rút hồ sơ hay là sang tên thì em cũng bao cho anh chị luôn nhá. Giá em bao chưa rút hồ sơ là 48.500 nha mọi người nhá. 48.500. Là chưa bao gồm phí sang tên nhá. Anh chị nào mà cần sang tên thì thêm phí giùm em. Rồi tiếp tục mình qua con cặp Sonic nè anh chị. Cặp Sonic nha, con này nguyên cặp Sonic màu đỏ trắng này. Con này biển số là 67 nhá, cũng 67D1 của mọi người nhá. Rồi 67D1 phía ngoài thì 67D1 phía ngoài thì em bán cho anh chị là 33.500. Rồi, con này 33.500 nè anh chị nha. Rồi, con 33.500 phía trong 67D1 em bán cho anh chị là 32.500 nhá. Rồi, con trong thì rẻ hơn. Có 32.500 thôi, bên ngoài là 335, bên trong là 325. 325 nhưng mà thiếu bộ E mọi người nhé. Dạ, thiếu bộ E. Thiếu bộ E cho mọi người, vì vậy có thiếu bộ E nó sẽ rẻ hơn chút xíu nha mọi người nhé. Anh chị thích xe nào thì mình cứ liên hệ cửa hàng để mình chị chủ chụp hình quay phim con đó cho mọi người xem rõ nha. Rồi camera quay tổng thể lại để bà con mình xem rõ lại đi em. Rồi thì giờ em cũng nhờ chị chủ nhắc lại giùm em về địa chỉ cửa hàng cũng như là các cách thức trợ góp này kia để cho khách hàng nắm rõ lại nha chị. Rồi mình xin nhắc lại nhé. Rồi em là Tinh Hải, rồi kính chào quý anh chị, ba con cô bác này đến với kênh Nguyễn Nguyễn. Rồi em là Hải bên cửa hàng xe máy Hải Linh. Em xin nhắc lại địa chỉ như em là 1-5 Phù Hoa Huân, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó, nhà em đối diện công trường Hai Mỹ nhé. Rồi cách ngã tư Bình Chuẩn là 1 km, cách đường cao tốc Tân Vạn là 500m, cách ngã tư Hòa Lân là tầm 2 km. Rồi anh chị nào mà có cần nhu cầu về mua bán trao đổi xe thì liên hệ với em. Hoặc anh chị nào mà muốn trả góp thì điều kiện chỉ cần chứng minh nhân dân trên 20 tuổi và không nợ xấu. Anh chị nào mà có bảo hiểm y tế công ty đang đóng hoặc là đã từng vay từng góp không trả trễ là rất tốn cho mọi người. Rồi anh chị nào mà có cần chi tiết xe thì cứ kết bạn Zalo với em để em gửi hình, chụp bằng hình rồi gửi qua cho em, rồi em gửi chi tiết xe cho anh chị xem nhé. Rồi anh chị mà có ở xa có muốn ship xe thì cũng liên hệ với em ha. Có muốn thủ tục muốn rút hồ sơ hay sang tên gì đó thì cũng liên hệ với em, rồi em sẽ có tư vấn cho mọi người nhé. Nếu mọi người mà có gọi em hay là nhắn tin cho em có chậm trễ trong việc trả lời tin nhắn thì mọi người cũng thông cảm nha. Nhiều lúc em có nhiều tin nhắn quá trả lời không có kịp, nhưng mà em sẽ trả lời cho anh chị tất cả các anh chị có nhắn tin cho em thì em đều rep tin nhắn hết cho mọi người. Rồi thì trong quá trình quay mà nếu anh chị chưa kỹ chưa rõ có xe nào thì hãy liên hệ với cửa hàng nha, để chị dụ cho mình quay phim rõ hơn cũng như tư vấn anh chị mình rõ ràng hơn nha. Thì chắc video tới đây chị em cũng xin phép là kết thúc. Cảm ơn cô chú chị các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi tiếp nha. Cố Nguyễn cùng với chị chủ bên nhà xe máy lên xin chào lại mọi người video lần sau nha. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại nhé.